Thưa quý vị, công an Sơn La vừa xử phạt hai nữ sinh về hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Hai nữ sinh này thậm chí còn vừa di chuyển, vừa dội nước tắm cho nhau, gây mất trật tự an toàn giao thông. Ngày 20 tháng 5, trên mạng xã hội có lan truyền video clip về việc hai nữ sinh điều khiển mô tô biển kiểm soát 26C1 21742 không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển xe, vừa dội nước cho nhau khi tham gia giao thông trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua đó xác định hai nữ sinh trên là LTH sinh năm 2009 và DTN sinh năm 2008. Cùng chú tại Bản Lưng, xã Triềng En, huyện Sông Mã, Sơn La, H và N đã điều khiển xe mô tô không đủ mũ bảo hiểm và chưa có giấy phép lái xe. Sau khi triệu tập, làm rõ nội dung vi phạm, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ phương tiện xử lý nghiêm theo quy định pháp luật tại cơ quan công an cả hai nữ sinh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm